Chức chức phong lưu. Chuyển thể từ tiểu thuyết Từng Phong Lưu của tác giả Tùy Vũ Nhi An, tập 14. Bộ phim này hoàn toàn hư cấu. Vương gia, đồ ăn trong phủ ngài ngon thật. Vương gia, sao ngài không ăn thế? Bổn vương ăn ở lễ bộ rồi. Món ăn nấu cho bao nhiêu sao người ngon ở bằng đó? Cơm nhà được. Vương gia, ngài cũng biết thân của hạ quan rồi. Tuy ta họ Mộ, nhưng cũng không được xem là người của Mộ gia. Trong căn nhà đấy, không có ai nghĩ đến hạ quan. Hạ quan cũng không nghĩ đến họ. Chỉ có Cự Lực mới là người thân duy nhất của ta. Cô giỏi nhìn sắc mặt người khác như thế. Nếu dốc sức lấy lòng thân và đại phu nhân nhà cô, thì cuộc sống trong nhà cũng không đến nỗi khó khăn đâu nhỉ. Vương gia, ngài sinh ra trong hoàng thất mà chẳng lẽ không hiểu? Được bề trên yêu mến cũng chưa hẳn là việc tốt. Nếu hạ quan được cha quý mến, thì sẽ bị các di nương và tỷ muội bài xích, đố kỵ. Nếu được lòng các di nương, tỷ muội, thì lại bị họ làm phiền, sẽ không có lúc nào được yên tĩnh để đọc sách, học hành. Sự yêu thích của người không quan trọng chẳng có ý nghĩa gì với hạ quan cả. Vương gia, có phải hạ quan nói sai rồi không? Vậy với cô, bổn vương cũng là sự yêu thích người không quan trọng à? Vương gia, ngài mắt sáng tâm tỏ. Ngài đừng trêu hạ quan nữa. Đồ lừa đảo. Hạ quan vô cùng trung thành với vương gia, không dám lừa dối ngài đâu. Chẳng lẽ chỉ có lòng trung thành thôi à? Bổn vương nhớ, cô còn mến mộ bổn vương cơ mà. Vậy là mến mộ. Nhưng mến mộ cũng chia thành nhiều loại. Cô là loại nào vậy? Đương nhiên là trung thành tuyệt đối rồi. Trung thành tuyệt đối. Vậy ngày nào đến vương cưới vương phi, thì chẳng phải cổ đau lòng không xiết sao? Vương gia, ngài khỏi bệnh rồi sao? Bệnh gì? Không có gì, không có gì. Vương gia, ngài thấy vui là được. Cảm xúc của hạ quan không quan trọng, không quan trọng. Cô đấy, ăn xong thì mau vào thư phòng đi. Ta còn chưa ăn được bao nhiêu mà. Đa tạ vương gia. Ngài không ăn sao? Tiểu thư, người đang nghĩ gì mà thất thần thế?
cự lực. Ta cảm thấy hôm nay Vương gia cứ là lạ. Sao thế? Trông cứ ngổn ngang tâm sự. Chẳng lẽ ngài ấy đang ám chỉ bảo ta chữa bệnh cho ngài ấy? Có lẽ là thế thật. Chắc nam nhân đều ngại mở miệng nhắc đến những việc này. Đợi xong xuôi việc lần này, ta sẽ nghiên cứu thật kỹ, xem bệnh này phải chữa thế nào. Bái kiến công chúa. Ngươi đến rồi à? Công chúa đang ném tên sao? Đúng vậy. Tiếc là kỹ thuật của bổn cung không tốt. Ta nhớ ngươi bắn cung khá giỏi. Hay là thể hiện chút, cho bổn cung mở mang tầm mắt đi. Vậy tại hạ đành bộc lộ tài mọn vậy. Quả nhiên rất giỏi. Hạ quan xuất thân là thợ săn, lúc nhỏ được cha chỉ dạy nên đã học được chút ít. Câu này của ngươi khiến ít võ tướng phải hổ thẹn đấy. Công chúa quá khen rồi. Hôm nay cũng không phải giảng bài cho bọn trẻ. Ngươi đột nhiên đến đây vì việc quan trọng gì sao? Thực ra hạ quan muốn xin nghỉ với công chúa. Vài ngày nữa sứ đoàn Bắc Lương sẽ đến. Hạ quan được đại điện hạ chiếu cố nên đã tham gia đoàn tiếp sứ giả. Nhưng việc học của bọn trẻ không thể chậm trễ được, nên muốn nhờ cần chúa tìm người dạy thay. Đây là việc tốt vì nước, vì dân. Sâm Nhi đúng là rất xem trọng ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi đi. Việc học của bọn trẻ để bổn cung sắp xếp. Sứ đoàn Bắc Lương đột nhiên đến thăm, ngươi suy nghĩ thế nào về việc này? Người đến không tốt lành gì, chắc chắn có ý đồ. Vương gia, bài chép chính tả lần này không sai nhiều chứ? Khả năng ghi nhớ cũng khá tốt, chỉ sai một chữ. Đương nhiên rồi, dù gì ta cũng là người của Vương gia, cũng phải có tí sở trường chứ. Đã vượt qua bài thi. Đa tạ Vương gia. Chờ từ giờ mão đến gần giữa trưa, rốt cuộc sứ đoàn Bắc Lương định làm gì vậy? Đúng đó, làm quan tiếp đón sứ giảnh lần như vậy mà chưa từng đợi lâu thế này. Mộ quan chính, Thẩm huynh, hôm nay nắng như thế, một cô nương như cô chi bằng vào lều che nắng kia ản chút đi. Mọi người đứng được, hạ quan cũng đứng được. Hơn nữa, việc đón tiếp sứ đoàn Bắc Lương liên quan đến vi danh nam thần chúng ta, hạ quan không dám lơ là. Mộ quan chính nói có lý lắm, xem ra là ta suy nghĩ hạn hẹp rồi. Huynh nói đi đâu vậy? Thẩm huynh cũng chỉ quan tâm ta thôi mà. Báo, sứ giả Bắc Lương đến. Gia Mộc Cảnh, Tam Vương tử Bắc Lương.
cung nghênh Tam Vương Tử. Tam Vương Tử đi đường vất vả, định kinh, bệ hạ đã chuẩn bị sẵn yến tiệc trong cung, để tiếp đón các vị. Mời vào thành cùng bọn ta. Bổn vương cũng muốn vào lắm. Chỉ là cổng thành quá nhỏ, lều của bổn vương không vào được. Sao còn có một nữ nhân vậy? Hạ quan là Mộ Chức Hoa, quan chính lễ bộ, cũng là một trong những viên của đoàn tiếp sứ giả lần này, bái kiến Tam Vương Tử. Nam nhân của Nam Thần vô dụng lắm sao? Mà lại để một nữ nhân ra làm quan. Hạ quan là Thẩm Kinh Hồng, chủ sự hộ bộ. Tam Vương Tử đến từ phương xa, nên chắc không hiểu rõ về Nam Thần. Trong chính trị và quân sự, bệ hạ ban cơ hội cho cả thiên hạ, dù là nam hay nữ, cũng đều được hưởng ơn. Bởi vậy, sẽ không bao giờ làm những chuyện xem nhẹ nữ giới, càng không làm nữ tử là nô lệ. Thế nên ở triều ta, nữ tử làm quan không phải việc lạ. Đúng thế, ở Nam Thần chúng ta, nam nữ bình đẳng. Tam Vương Tử không hiểu Nam Thần bọn ta, cũng như bọn ta không hiểu Bắc Lương các ngài. Nam Thần ta quốc thái dân an, đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường, nên lần đầu thấy có người ra ngoài, còn khiêng cả cái nhà theo, cũng có phải ốc sên đâu nhỉ? To gan. Một quan lại nho nhỏ mà cũng dám vô lễ như vậy. Đây là tôn ti trật tự của Nam Thần các ngươi à? Tôn ti ở trong lòng người, người ở bậc chí tôn, thì dù màn trời chiếu đất cũng không thấy bị lạnh nhạt. Còn kẻ đê tiện, thì dù bệ hạ có đích thân ra đón, cũng chẳng thấy cao quý chút nào, hỗn xược. Mộ Chức Hoa, bổn vương nhớ cô rồi. Vinh hạnh của hạ quan. Mời Tam Vương Tử. Một tên quan cỏn con mà dám làm bổn vương mặt ngay giữa phố, còn lấy thân thế ra sỉ nhục bổn vương, đúng là gan to bằng trời. Tam Vương Tử, có thái giám đến tuyên chỉ. Nô lệ Câm, hộ vệ sứ đoàn Bắc Lương. Tam Vương Tử, mời hành lễ tiếp chỉ. Môn hạ, trẫm thông cảm sứ giả Bắc Lương xa tới đây, ngựa xe mệt nhọc, nên đã bày tiệc rượu trong cung để chào mừng sứ giả. Người nhận thi hành, khâm thử, tạ ơn bệ hạ. Tam Vương Tử, theo luật của Nam Thần thì vào diện thánh không được mang vũ khí, mong các vị sứ giả hợp tác. Sao hả? Tay của tên nô lệ Câm này có vấn đề gì sao?
Gia Mộc Cảnh của Bắc Lương, tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Tam Vương Tử từ xa tới đây vất vả quá, tạ ơn bệ hạ đã thông cảm. Tuệ Minh Đại Sư là cao tăng đạo của Bắc Lương ta, nay dân xá lợi lên cho bệ hạ là điều rất vinh hạnh, nào dám than khổ. Có được báu vật này là may mắn của nam thần ta. Ban ghế. Tạ ơn bệ hạ. Nào, Tam Vương Tử, trẫm đón gió tẩy trần cho ngươi. Cô thật to gan. Hôm nay dưới cổng thành là chỗ cho một quan chỉnh bé như cô nhiều lời à. Vương gia, chủ nhục thì tớ chết. Hắn sỉ nhục nam thần chúng ta như vậy, hạ quan căm phẫn nên lên tiếng. Trung quân ái quốc, vương gia nên khen hạ quan mới đúng chứ ạ. Tên Gia Mộc Cảnh này dã man, ham giết chóc, cô không sợ đắc tội hắn à? Thì đang ở địa bàn của nam thần chúng ta, hắn có thể làm gì ta được? Với lại có vương gia bảo vệ hạ quan rồi mà, đúng không ạ? Vậy cô phải theo sát bổn vương, chớ đi một mình, kẻo bị người ta trả thù. Hạ quan biết rồi. Bệ hạ, để bày tỏ tấm lòng hữu ngược tồn với nam thần, Bắc Lương ta đã chuẩn bị bệ hạ một món quà lớn. Bệ hạ, đây là muội muội của ta, Gia Mộc Trăng, năm nay mới 20 tuổi, là đệ nhất mỹ nhân của Bắc Lương. Gia Mộc Trăng, công chúa Bắc Lương. Mỹ nhân kế. Hèn hạ. Sâm Nhi. Bệ hạ, đây là lòng thành của Bắc Lương ta, mong bệ hạ nhận lấy và đối tốt với muội muội ta. Trẫm xin nhận ý tốt của Bắc Lương. Chỉ có điều Gia Mộc công chúa còn trẻ, xa quê nhà vạn dặm để tới nam thần, thiệt thòi cho cô ấy quá. Bệ hạ không biết đấy thôi, Bắc Lương tuyệt đối không nhận lại quà đã tặng, nếu không sẽ là coi thường lương chúng ta. Nếu bệ hạ sợ muội muội ta thiệt thòi, thì có thể kết duyên muội ấy với một thành viên hoàng thất tuổi lập gia đình. Nghe nói Định Vương điện hạ vẫn chưa thành thân.
Con cáo Bắc Lương này đúng là giỏi làm người ta phát tẩm. Không ngờ phong tục của Bắc Lương và Nam Thần ta lại khác biệt lớn đến thế. Còn có thể lấy một nữ tử làm quà đem tặng. Nhưng Bắc Lương đã có lòng thì Nam Thần ta cũng khó từ chối. Chúng ta nhất định sẽ đối tốt với cô ấy. Bệ hạ, thần xin bệ hạ nhận Gia Một Trăng làm nghĩa nữ. Định Vương Điện Hạ, ý này hay đấy. Ở Bắc Lương, Gia Một công chúa là công chúa. Tới Nam Thần chúng ta cũng là công chúa, ắt sẽ không bị bạc đãi. Hơn nữa bệ hạ và hoàng hậu sẽ chọn thầy giỏi cho cô ấy, dạy cô ấy lễ ngài văn hóa của Nam Thần ta, để cô ấy tu dưỡng cả trong lẫn ngoài. Như vậy cũng không phụ danh hiệu nhất mỹ nhân thiên hạ. Phụ hoàng, con gái và Gia Một công chúa gặp mà như đã thân từ lâu, chi bằng để cô ấy ở phủ của con đi ạ. Vậy thì con vừa có thể sóc cô ấy trong cuộc sống thường ngày, cũng có thể đưa cô ấy ngoạn thành định kinh. Được, trẫm phê chuẩn. Vậy thì đa tạ bệ hạ. Định Vương Điện Hạ, hai ta cũng coi như người quen cũ. Lần này ta mang rất nhiều rượu ngon Bắc Lương, muốn ôn chuyện của Định Vương Điện Hạ. Không biết Định Vương Điện Hạ nể mặt không? Đã tới thì là khách, cứ để bổn vương chủ trì thì hơn. Xưa nay Bắc Lương thiện võ, thích đi săn, chi bằng tam vương tới bãi săn với bổn vương một lần, cũng để sứ đoàn của ngài thoải mái như ở nhà. Ngài thấy thế nào? Định Vương, ngày mai đệ hãy thay mặt trẫm đãi tam vương tử, làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Thần đệ tuân chỉ. Đa tạ bệ hạ. Vương gia, người đẹp tuyệt trần thế kia mà vương gia không thấy tiếc ạ? Sao hả? Cô thấy tiếc thay bổn vương à? Cô luôn miệng nói mến mộ bổn vương, chẳng lẽ đều là nói dối? Đương nhiên hạ quan tin vương gia không phải người nông cạn, sẽ không dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc. Ta muốn theo ngài tiếp tục tiến về phía trước. Ta cũng biết vương gia đối xử chân thành với ta. Vương gia, nào, ngài ăn thử đi. Ngân hà như biển, đáy mắt như tuyết trên mái nhà. Ngô Đồng đêm mưa khiến chim tước giật mình. Vương gia sợ có độc ạ? Hạ, hạ quan thử cho ngài. Bổn vương cũng có lúc nông cạn. Vương gia, ta thấy ngài đúng là tính toán như thần. Ngài mời ngược lại Gia Một cảnh như thế là vì đã có tính toán khác phải không? Vậy cô nói xem là tính toán gì? Hạ quan cho rằng mục đích cuối cùng của Bắc Lương là chuẩn bị cho chiến tranh. Đến nay họ vẫn không dám động lỗ mãng là vì họ biết Nam Thần ta có ngài trấn thủ. Vậy nên hạ quan nghĩ chuyến này họ muốn tìm hiểu rõ tình trạng sức khỏe của vương gia, còn có thể dẫn binh ra trận không? Đúng vậy. Hắn cho rằng Nam Thần ta liên minh với Đông Hạ là để cùng chống lại Bắc Lương. Vậy nên hắn mới
mạo hiểm đi sứ Nam Thần khi cuộc chiến giành ngai vàng đang vô cùng cam go. Hắn muốn xem bổn vương thực hư thế nào. Vương gia, nhưng nếu gia một cảnh biết mình bị lừa thì liệu có thẹn quá thành giận không? Đã vào địa bàn của ta thì sao có thể để hắn hỗn xược? Vương gia, ngài quả là mưu tính sâu xa. Nhưng sức khỏe của ngài, tuy hạ quan không thể đi cùng ngài, nhưng ta sẽ chuẩn bị tiếp viện cho ngài. Đồ tiếp viện sao? Ngày mai trước khi ngài xuất phát, ta chắc chắn sẽ mang tới. Được. Nếu đã vậy, thì mai cô hãy đích thân mang đồ tiếp viện của cô đi theo bổn vương đi. Đi cùng ạ. Vương gia, đến đường Chu Tước rồi. Vậy quyết định thế nhé. Ngày mai hạ quan sẽ đi cùng vương gia. Vậy phía bệ hạ thì phiền vương gia xin nghỉ hộ hạ quan. Hạ quan đi đây ạ. Vương gia, Sâm Nhi đâu? Bẩm vương gia, người của sứ đoàn Bắc Lương đã đại điện hạ đại bố trí lều nghỉ ngơi ạ. À. Ta biết rồi, vâng. Không ngờ đại điện hạ đã đến trước, rồi sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Tuy Sâm Nhi không thích người Bắc Lương, nhưng vẫn tiếp đón đầy đủ, thể hiện hết lễ nghĩa của chủ nhà với sứ đoàn Bắc Lương. Có thể thấy nó đã tiến bộ nhiều. Mộ Chức Hoa đâu? Cô ta bảo xe ngựa sóc nẻm cô ta khó chịu toàn thân, nên ra bờ sông rửa mặt cho tỉnh ạ. Vương gia, đó là đường ra bờ sông mà. Vương gia, lại đi tìm Mộ Chức Hoa. Định vương điện hạ. Cái cô gia một trăng này là càng quấy. Đại hoàng tử điện hạ, chuyện nam nữ của người ta, ngài đừng xen vào thì hơn. Chuyện giữa nam nữ à? Ta đâu có thấy. Rõ ràng là chuyện giữa hai nước mà. Tam vương tử thích nữ tử ra làm quân cờ, nhưng nam thần ta lại không thích lấy. Vương gia, đứng yên. Công chúa, người không tiện qua đó.
Mộ Quan Chính chớ nghĩ nhiều. Cô nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình đi, còn gì là uy nghiễm quan lại nam thần ta nữa. Vậy sao vương gia lại đích thân làm việc này ạ? Đây gọi là chiêu hiền đãi sĩ. Đó là ai? Công chúa đã được bệ hạnh làm con nuôi thì nên gọi định vương điện hạ thúc thúc. Công chúa biết điều thế chắc sẽ biết thế nào gọi là tránh hiềm nghi nhỉ. Phải rồi. Có phải bắt lương các người ít thua không? Vậy định vương điện hạ, vương gia, người ta đi rồi. Hóa ra là hoa rơi có ý, nước chảy vô tình. Cô thì giỏi tránh phiền phức đấy. Ta thích nước chảy mà. Vương gia, hạ quan nhất thời lỡ lời, là điện hạ bảo quan văn chúng ta không cần ở yên tại chỗ, chỉ cần không chạy lung tung là được. Không sao. Vương gia, có tiến triển gì không? Móc móng ưng. Ta nhớ vết thương tơ người viên phó tướng là do nó gây ra. Kỹ thuật chế tạo nó đến từ Bắc Lương. Vương gia nói hòa đàm với Đông Hạ, thực ra là để ép Bắc Lương ra mặt. Vương gia muốn tìm chủ nhân của móc móng ưng, muốn có được kết quả, nào có dễ như thế. Vương gia, vậy hạ quan góp ý giúp ngài. Tam vương tử, hắn thừa chuyện thường tình của nhà binh. Không phải ngài không chịu được chứ? Định vương điện hạ, mấy năm nay bổn vương đánh đâu thắng đó, sao lại nói là không dám chịu thua? Nhưng mà ngài không biết võ công có thụt lùi không? Tam vương tử, võ công bổn vương có thụt lùi không? Ngài có muốn đích thân thử không? Hôm nay là tiệc rượu, ta thấy chúng ta vẫn nên xô tài bằng rượu. Định vương điện hạ, ca ca, sao huynh lại nhếch nhác thế này? Tiệc rượu sắp bắt đầu rồi, hay là tam vương tử sửa sang lại đi. Dù sao ngài cũng đại diện cho Bắc Lương mà. Đại điện hạ, ngài không sao chứ? Không sao. Theo thư mật, Lưu Diễn nhiều năm rồi không đánh võ, có vẻ độc hoa uyên la chưa được giải hết. Nhưng vừa nãy nhìn khí thế hắn, đâu có yếu chút nào. Vậy rốt cuộc độc của hắn giải được chưa? Cứ thử trên tiệc rượu là biết. Nếu hắn thật sự bị nội thương, ta không tin hắn uống được mãi mà vẫn bình thường. Nhưng dù sao thì bên cạnh Lưu Diễn không có người mình,
ta không yên tâm. Nhưng Định Vương cứ như cục đá vậy. Ta đã chủ động thế rồi, mà hắn còn chẳng thèm nhìn ta. Nhưng hắn đối xử nữ quan kia lại khác. Chuyện này chính mắt ta nhìn thấy. Ca ca, vậy huynh bảo ta phải làm thế nào? Mềm mỏng không được thì chúng ta cứng rắn. Ta đã thả tên câm kia rồi. Ta cũng muốn xem thử con dê này rốt cuộc có thể khiến bầy sói cắn xé lẫn nhau không. Hoàng thúc, con biết người muốn lừa tên gia một cảnh kia, không để hắn manh động. Nhưng rượu của hắn, nhìn là biết cái bẫy. Vì sao người còn mời ngược lại hắn? Con vẫn nên quan tâm đến mình đi. Tên gia một cảnh này mưu mô, xảo quyệt. Con thật sự phải hơn thua với hắn nhất thời sao? Con tức không chịu được mà. Vương gia, điện hạ. Mộ Chức Hoa, cô đến đây làm gì? Ta mời cô ấy đến trị thương cho con. Hoàng thúc, con khỏe lắm, người xem. Đừng ồn ào nữa. Làm đi. Dạ. Hoàng thúc. Đại điện hạ, trước mặt thầy thuốc phân biệt nam nữ. Hơn nữa, lần trước hạ quản xem giúp ngài rồi mà. Nhẹ thôi, cô là một cô nương. Sao lại mạnh tay thế? Vậy còn chữa nữa không? Nhiều chuyện thật, cô thế này sao sau này xuất giá được? Đại điện hạ, lúc trị thương, ngài có thể hạn chế hao tổn thể lực. Tên gia một cảnh này, từ trên xuống nước có chỗ nào không mọc gai, rõ là con nhím đầu thai mà. Vương gia, vết thương của đại điện hạ quả thật đã tái phát, nhưng không nghiêm trọng lắm. Ta đã thay thuốc giúp đại điện hạ rồi. Được rồi, bổn cô về đi. Ta và hoàng thúc việc quan trọng cần đại điện hạ, gia một cảnh. Chắc chắn có mưu đồ gì đó, phải đi xem thử. Tên tiểu nhân đốc thể gây ra sóng gió gì chứ? Chẳng phải vẫn hoa đứa tay bổn cung sao? Sâm Nhi, tiệc rượu lần này vốn do con sắp xếp. Làm việc phải có đầu có cuối. Hoàng thúc, người đang đuổi con đi à? Lấy đại cục làm trọng. Sao cô còn không đi? Hạ quan còn việc cần bàn với vương gia. Vương gia, tên nô lệ câm đó, móc sắt gắn ngoài cánh tay trái của hắn móng ưng không? Ta bảo chấp kiếm đi điều tra rồi. Chấp kiếm mãi chưa về. Chắc để tên câm kia chạy mất rồi sao?